chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Đứng ở cái vị trí này thì rất là đẹp, cảnh thì rất là đẹp nhưng mà hơi ồn một chút. Bên trái tôi thì là có nhiều bác, trong đó có một số bác thì cũng đã coi kênh Trang Trang TV và cũng sang đây để mà nói chuyện khá là vui vẻ. Còn có cả gió nữa, cho nên là hơi ồn một chút thì các bác thông cảm nhé. Phía trước tôi là một dòng suối. Đó. Buổi sáng này á, thì tôi xin chia sẻ các bác một chút về một comment của bác Hiếu Đỗ Đức. Có cái comment rất là dài và rất là tâm huyết. Tôi hy vọng rằng là câu chuyện này mọi người sẽ nhận ra được nhiều điều. Tôi xin được trích dẫn nguyên văn của bác Hiếu Đỗ Đức. Bác ấy nói thế này. Chào Hoàng Dôn. Tôi cũng không yêu thích những nghệ sĩ có hành vi sai phạm, nhưng khi muốn tố cáo cá nhân nào đó thì phải có bằng chứng chứ. Không thể nói tôi nghi ngờ người đó phạm tội. Tôi hỏi Hoàng Dôn rằng bà Hằng có bằng chứng là các nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện không? Số tiền ăn chặn của từng người là bao nhiêu? Ai cho phép bà Hằng và bắt các nghệ sĩ phải sao kê? Bà Hằng có phải đại diện cho cơ quan luật pháp không? Tôi nghĩ hành động và lời nói của bà Hằng là miệt thị, xúc phạm danh dự mọi cá nhân và tổ chức, không phải là người dũng cảm. Mà đây chỉ là cái sự ganh ghét, hơn thua trong việc làm từ thiện giữa cá nhân với cá nhân. Tôi nghĩ rằng bà Hằng đã móc được số liệu từ cậu IT Nhâm Hoàng Khang để đưa ra kết luận và hô hào trên không gian mạng. Và cho tôi gửi đến Hoàng Dôn và khẳng định chắc chắn với Hoàng Dôn rằng với các nghệ sĩ khác thì tôi không khẳng định, nhưng với riêng cố nghệ sĩ Phi Nhung thì đúng là người có tâm trong sáng như ngọc, là người phụ nữ có trái tim vô cùng nhân hậu. Khi còn sống thì Phi Nhung luôn xả thân và hy sinh vì tất cả mọi người, là bông sen thơm ngát giữa đời thường. Một điều nữa, Hoàng Dôn không nên phân tích đánh giá các cá nhân khác là hả hê. Khi Phương Hằng phải đền tội bởi vì thời gian họ chờ đợi pháp luật những con người này là quá lâu, Hoàng Dôn nên đặt mình vào người khác thì Hoàng Dôn mới nói: tôi là người dân, tôi thấy buồn vì sao pháp luật vào cuộc quá muộn. Một khi vi phạm của bà này rõ như ban ngày. Tôi góp ý với Hoàng Dôn chân thành, chúc Hoàng Dôn sức khỏe, hạnh phúc, bình an và mang tới nhiều thông tin bổ ích. Đây là một comment dài của bác Hiếu Đỗ Đức. Có những cái thì tôi đồng ý với bác, cũng có những cái không. Nhưng tôi rất trân trọng và cảm ơn bác Hiếu Đỗ Đức bởi vì những comment có thể nói rằng là đầy cái chất nhân văn như thế này. Báo cáo các bác là như vậy. Để nói về cái việc mà luật pháp thì bác ấy nói rằng là đấy có đầy đủ chứng cứ thì bắt đầu là mới có thể vào cuộc. Tôi thì tôi nghĩ khác một chút thế này. Với cái quá trình làm nội chính và tham gia vào nghiên cứu pháp luật thì pháp luật thì luôn đi sau cuộc sống và luôn luôn có cái kẽ hở ở trong đó. Thật sự các bác, chúng bác phải nhìn thẳng vào sự thật đó. Luôn luôn có những kẽ hở ở trong đó. Ví dụ như là ngày trước chẳng hạn, chúng ta mà những cái năm 9X ấy, thời của Thủ tướng Phan Văn Khải ấy, bác Sáu Khải ấy, thì các công ty bị một cái quyền hạn của Chủ tịch tỉnh áp vào đó. Chủ tịch tỉnh hoàn toàn có quyền tước cái giấy phép của các công ty. Và đó là một cái điều mà các doanh nghiệp rất là bức xúc và tạo ra một cái sự trì trệ. Các giấy phép con thì vô vàn, đúng không ạ? Thì cái sự bức xúc của các doanh nghiệp và cảm thấy rằng là mức độ đó chưa hợp lý, cho nên rằng là từ đó thì chính phủ mới đưa ra những cái nghị quyết và pháp luật mới, để mà quốc hội cũng đưa ra những luật mới để mà từ đó là hạn chế cái việc này đi. Có nghĩa rằng là pháp luật sẽ luôn đi sau thực tại của cuộc sống. Vấn đề từ thiện cũng vậy, thưa bác. Chúng ta có thể nói như thế này, cái việc mà các nghệ sĩ làm từ thiện một cách tùy tiện ấy, thì đó cũng là cái kẽ hở của pháp luật. Bởi vì là khi người ta dùng danh tiếng, người ta gọi vào tài khoản cá nhân ấy, thì pháp luật sẽ không xử lý được họ đâu. Bởi vì chưa có cái khung nào như vậy. Nghị định năm 2064 năm 2008 với nghị định 93 năm 2019 thì chưa đủ để mà ràng buộc những người này làm từ thiện về mặt cá nhân. Thế rằng họ làm từ thiện cá nhân. Mãi sau này khi mà cái phong trào sao kê đưa ra ấy, thì lúc đó thì chính phủ mới đưa ra cái nghị định là nghị định 93 năm 2021. Thì lúc này là làm từ thiện mới có được cái khuôn khổ của pháp luật và họ phải đáp ứng đầy đủ
các nghĩa vụ của mình bên cạnh những cái quyền lợi liên quan. Thì đấy là cái mà chúng ta phải nhìn nhận thực tế là cái phong trào sao kê là phong trào tốt. Bởi vì phong trào sao kê thì nó dựa theo một cái minh bạch, mặc dù là không có thể nói rằng là CEO Phương Hằng không bắt, không nghĩ rằng là CEO Phương Hằng không thể nào mà sao kê được, bắt người khác phải sao kê được. Nhưng đây là cái mà chúng ta tạo nên một cái dư luận để mà từ đó pháp luật thay đổi. Và đó có thể nói rằng là một trong những cái công. Nhưng mà khi sao kê ra rồi ấy, thì đó lại là vấn đề khác. Khi nghị định 93 năm 2021 ra rồi ấy, thì đó lại là vấn đề khác. Đáng nhẽ mọi chuyện nên dừng lại ở đây và các nghệ sĩ sẽ phải chấn chỉnh lại mình. Bởi vì trong pháp luật ấy, thì người ta không ai người ta hồi tố cả. Pháp luật người ta không ai hồi tố. Người ta sẽ đưa ra cái khung và áp dụng từ cái thời kỳ đó. Lúc trước anh sai thì tôi phát hiện ra cái sai của anh. Và từ đó thì ta mới có thể rằng là chuyển sang một cái gọi rằng là bổ sung thêm luật để mà điều chỉnh các hành vi. Đó. Còn hồi tố thì thôi là việc qua rồi. Đó. Đấy là cái mà tôi xin chia sẻ quá. Điều luật ra năm 2019 thì tất cả những cái việc mà từ trước năm 2019 đổ đi coi như là thôi. Nhưng khi 19 đã ra rồi thì anh phải bắt buộc. Ví dụ như là nghị định 93 năm 2019 thì trước đó quỹ hàng hữu không cần phải sao kê. Nhưng với cái nghị định 93 năm 2019 được đưa ra rồi thì đương nhiên là về mặt pháp luật thì quỹ hàng hữu phải sao kê và công bố cho truyền thông và mọi người. Đó là cái việc đương nhiên là phải làm. Báo cáo các bác là như vậy. Cho nên ấy, chúng ta ở đây chúng ta nhìn khía cạnh của pháp luật theo nhiều cái khác nhau, có cái tích cực và có cái cần phải sửa đổi bổ sung. Như chuẩn bị làm cái luật đất đai mới thì chúng ta cũng phải bổ sung để mà ngăn chặn những cái hành vi trục lợi từ đất đai. Thì đó là cái mà chúng ta phải hiểu rằng là bà Hằng không có quyền nhưng bà có quyền nêu quan điểm. Đấy là cái điều mà điểm sáng ở trong cái quãng thời gian mà bà Phương Hằng làm. Còn ở phần sau á, thì tôi xin chia sẻ với các bác tiếp theo ở phần sau á, đó chính là cái việc mà bà bắt đầu là đấu tố công kích mọi thứ. Thì ở đây bà đã vi phạm là rõ ràng, đúng không ạ? Khi bà kết tội người khác ăn chặn từ thiện thì rõ ràng bà phải kết tội rằng là nếu như người ta nói rằng là luật pháp có nguy cơ tạo ra ăn chặn thì chúng ta phải biết cái kẽ hở này, thì đó là cái điều đúng đắn. Nhưng bà lại kết tội rằng người khác ăn chặn tiền từ thiện thì như vậy là chưa đúng. Tôi nói báo cáo các bác như vậy là chưa đúng. Bởi vì khi kết tội thì phải đúng như bác nói ấy, đó là ăn chặn từ thiện khi nào, bao nhiêu, số lượng bao nhiêu, phải có chứng cứ không. Nếu không có chứng cứ thì anh chỉ có quyền nêu nghi ngờ, chứ anh không có quyền kết tội người ta là cái người ăn chặn được. Thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là bà Phương Hằng cùng với rất nhiều người khác đã kết tội người khác ăn chặn. Và thậm chí bất cứ một ai làm từ thiện ở tài khoản cá nhân, nghĩa là huy động mọi người kêu gọi tài khoản và cá nhân, thì lập tức là bị gắn ngay cái mác là ăn chặn từ thiện. Và cái này nó giống như một cuộc đấu tố, bản chất lúc này nó thay đổi rồi. Nó biến thành một cuộc đấu tố, nó biến thành một cuộc quy chụp quy mô lớn và chửi bởi mặt sát lẫn nhau bằng những ngôn từ vô cùng tiểu văn hóa. Và đó là cái điều mà không nên ủng hộ. Thưa các bác mọi người, đó là cái điều không nên ủng hộ, đúng không ạ? Thành cuộc đấu tố rồi mà, đó. Làm sao mà ủng hộ một cái thứ đó được? Chúng ta góp ý một cách văn minh, một cách đúng pháp luật, một cách gọi rằng là để mà sửa đổi lại được. Nhưng mà biến thành cuộc đấu tố rồi thì đó không phải là vấn đề về cái mục đích cao đẹp là làm trong sạch cái từ thiện, mà lúc này nó trở thành một cái gì đó là cái sân si sân hận của cá nhân với cá nhân. Và đó là cái điều không tốt cho xã hội cũng như cho đất nước. Và báo cáo với các bác như vậy. Còn về ca sĩ Phi Nhung thì báo cáo với các bác, người ta cũng có quyền, người ta đặt hỏi nghi ngờ rằng là khi mà con cái thì như thế nào vân vân đó. Nhưng khi mà Phi Nhung trả lời ra được rồi thì rất là ok. Và kể cả Phi Nhung có lỗi hay thế nào đó thì rõ ràng cái việc mà cậu bé Hồ Văn Cường kia là cái cậu mà có thể nói rằng là sau này mới lộ ra được cái bản chất thực sự, thì tôi mới thấy rằng là Phi Nhung là đúng. Và bản thân mình ấy, khi mà đã nhận ra được cái sai, giống như lúc đầu ấy, tôi cũng có thể nói Phi Nhung thế nọ thế kia, nhưng khi tôi nhận được cái sai rồi thì tôi thành thực tôi xin lỗi Phi Nhung. Và đặc biệt ở trong cái lúc mà Phi Nhung bị bệnh và sau này thì mất, thì người ta gọi rằng là nghĩa tử là nghĩa tận. Và với cả những cái kẻ thù của quốc gia, người ta cũng không bao giờ người ta làm như thế. Nhưng ở đây rõ ràng là CEO Phương Hằng thể hiện một cái tâm địa vô cùng độc ác của mình bằng cách là vẫn cứ nói chuyện với Phi Nhung, vẫn cứ lôi lên để mà móc máy, để mà chửi. Trong khi, và tôi nói thật rằng là cơ thể của Phi Nhung còn chưa kịp lạnh. Đó là một cái sự tàn nhẫn đến mức cùng cực. Và tôi thấy rằng là không biết là chị Hằng với cả anh Dũng học nhân quả ở đâu
khi mà suốt ngày rêu ràng nhân quả nhưng không nhận ra được cái hành vi của mình là nhân quả thế nào, và những cái thứ nó xuống cấp của đạo đức đến mức độ khủng khiếp như vậy, thì ai là phải chịu trách nhiệm? Và đặc biệt các bạn có thể thấy rằng là các YouTuber từ Bắc tới Nam, từ Nam tới Bắc, khắp dẻo đất nước Việt Nam mình, bắt đầu rằng những YouTuber gọi rằng là chửi như hát hay thì nở rộ như nấm sau mưa. Đó. Thật sự các bác là thế. Nở rộ như nấm sau mưa, các YouTuber đó. Chúng ta gọi là những thánh chửi, chửi bất chấp, chửi vân vân, nhiều lắm. Chúng ta có thể rằng là mắc phải sai lầm, không ai là không có quá khứ, nhưng ai cũng có một tương lai, đúng không ạ? Thì chúng ta cố gắng hướng người ta thế nào cho nó tốt đẹp lên. Ngay cả bản thân của chúng ta cũng vậy. Trong quãng đời của chúng ta đi từ đầu tới cuối, có ai là không mắc sai lầm không? Tôi nghĩ rằng là không có ai hoàn hảo từ đầu chí cuối cả. Đó. Giống như một người bạn khi mà trách tôi nói rằng là chẳng phải ông đã ngày xưa cổ vũ Nano Covax sao? Rõ ràng lúc đó truyền thông thế, bối cảnh thế, thì chúng ta có quyền tự hào chứ, về một vaccine chứ. Thế nhưng sau này mà không biết thực rằng là vaccine đó thông tin số liệu thế nào, thì làm sao mà mình biết được? Nhưng khi biết thì mình phải ứng xử với cái biết của mình. Mỗi lần có một thông tin ra, mỗi lần có được ra thì đã ok. Còn chúng ta mà cứ theo một cái nó gọi rằng là từ đầu tới cuối chúng ta đã nhận định và luôn luôn gọi rằng là bảo thủ với cái nhận định đó của mình, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta chưa mở lòng mình ra để tiếp thu được những cái mới, những cái gì ấy. Trong câu chuyện này thì có thể nói rằng là có nhiều cái rất là đáng buồn. Tôi thì tôi mong muốn rằng là những người ấy vẫn còn ủng hộ siêu Phương Hằng thì nhìn lại cả quá trình của chị xem. Chị làm từ thiện với mục đích gì? Mục đích để mà ít nhất chúng ta có thể nhìn thấy được một cái giới hạn. Bây giờ chúng ta thấy rằng là làm từ thiện để mang ra mặc cả. Làm từ thiện để đánh cháo khái niệm rằng là mình có thể làm bất cứ việc gì mà không bị sao. Người ta tin tưởng như thế. Nếu thế thì tôi cũng làm từ thiện, và cuối cùng rằng là mỗi lần tôi bị làm sao thì tôi nói rằng là lên là tôi là người đã vì dân vì nước, tôi đã ủng hộ bao nhiêu người nghèo vân vân vân, mà bây giờ lại đối xử với tôi như thế này thế kia. Đúng ạ. Không được phép đánh giá như thế. Anh làm từ thiện, anh cung cấp oxy, anh cung cấp mọi người tuyên dương anh, và lúc đó báo chí cũng nói rất là nhiều, thậm chí cũng tặng cả bằng khen, cũng tôn vinh. Có mà, chứ không phải không có. Thế nhưng mà sau khi mà anh làm những cái vấn đề sai lầm khác, sai trái khác, mà anh lại tiếp tục lôi cái từ thiện đó ra thành con bài mặc cả, thì lúc này anh đã trở thành một cái vấn đề khác rồi. Và cái vấn đề từ thiện của anh nó đã bị thay đổi cái bản chất. Nó từ tốt đẹp thì nó lại trở nên xấu xí. Và nó từ một cái tâm, có thể bắt nguồn từ một cái tâm vì dân, nhưng lúc này nó lại biến trở thành một cái công cụ để mà mặc cả. Nó thành món hàng để mà mua bán. Và như vậy là không ổn. Tâm sự với các bác buổi sáng ngày hôm nay, trời rất đẹp. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành.